Chồng Bảo Thanh cường đô la Trấn Thành, ai bảo vệ vợ giữa thị phi showbiz giỏi nhất? Rất nhiều sao Việt đã lên tiếng bảo vệ người thân yêu của mình khi họ bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng. Những ngày gần đây, cư dân mạng dậy sóng lùm xùm xung quanh việc diễn viên Bảo Thanh nhắn tin không trong sáng với Việt Anh. Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng đa phần công chúng đều lên tiếng chỉ trích Bảo Thanh là người đã có gia đình nhưng vẫn ve vãn chồng của người khác. Ngay sau đó, Kim Tiên, vợ của diễn viên Lâm Minh Thắng, tố cáo cô đã từng muốn thân mật với chồng mình khi đóng chung phim Người Chồng Điên. Trước những tin đồn này, Bảo Thanh hiện tại vẫn chọn cách im lặng và tắt máy. Tuy nhiên mới đây, chồng của Bảo Thanh, anh Thắng, đã lên tiếng bênh vực vợ trước mọi thị phi. Anh Thắng cho biết, những tin tức đó tôi cũng đã được biết, nhưng thật ra không có gì cả, tôi tin vợ mình. Suốt mấy chục tập phim sống chung với mẹ chồng, tôi cũng tới trường quay cùng Bảo Thanh. Thậm chí tôi còn diễn vai quần chúng trong phim. Việt Anh đã có vợ nên mọi chuyện nhạy cảm hơn, chứ vợ tôi và anh Dũng còn thân mật hơn. Đi với tôi hai người vẫn khoác tay nhau vui vẻ. Nếu Dũng mà cũng có vợ và vợ hay ghen thì chắc sẽ thành scandal nữa rồi. Vì những ồn ào với diễn viên Lâm Minh Thắng, anh Thắng, chồng Bảo Thanh cũng khá bức xúc cho hay. Bộ phim đó quay ở Đà Lạt và tôi cũng từng đến đoàn làm phim thăm Thanh. Tuần này tôi tới thì tuần sau vợ Lâm Minh Thắng tới, nhưng khi đó tôi đã về nên không gặp nhau. Đó chỉ là những tin đồn thôi chứ không có gì cả. Tôi nghĩ nghề nghiệp này của vợ tôi nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Tôi không để ý những chuyện trên mạng xã hội hay báo chí. Tôi cũng va chạm nhiều rồi, tôi hiểu và tôi tin cô ấy. Làng giải trí vốn nhiều thị phi và ồn ào. Người nổi tiếng đôi khi phải buộc chấp nhận mình là người của công chúng nên dễ bị soi mói bởi mốc đời tư. Đã có rất nhiều trường hợp của các sao Việt từng lao đao bởi tin đồn không hay về mình. Những lúc như vậy, chồng, người yêu của họ sẽ không ngại dư luận mà sẵn sàng lên tiếng bảo vệ. Trước khi chia tay, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã có quãng thời gian bên nhau đầy hạnh phúc. Đặc biệt, cách cư xử của đại gia phố núi luôn được khen ngợi hết lời. Trong thời điểm mới yêu Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà đã gặp không ít tai bay và gió và những lời lẽ nặng nề của cư dân mạng dành cho mình. Khi Hồ Ngọc Hà bị công kích, Cường Đô La đã quyết định đứng ra bảo vệ cô. Thực sự từ trước đến nay, tôi không lên tiếng bất cứ điều gì về mình, dù báo chí có viết thế nào đi nữa. Nhưng thời gian qua, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là bài báo gần đây đề cập đến chuyện đám cưới năm 16 tuổi của Hà. Nó đã vượt mức giới hạn có thể chịu đựng, hay mọi chuyện đã đi quá xa, vượt cả giới hạn. Tôi muốn lên tiếng để bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Năm 2015, Hồ Ngọc Hà từng gặp rắc rối liên quan đến pháp luật trong vụ đụng xe tại sân bay. Đại gia phố núi đã thức trắng đêm cùng cô đến từng nhà nạn nhân để xin lỗi và bồi thường. Sau đó, Cường Đô La đã viết những dòng chia sẻ chân thành trên trang cá nhân. Chuyện không may xảy ra là điều chẳng ai mong muốn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, xã hội mỗi người mỗi kiểu, cháu chân thành cảm ơn cô và các anh chị trong gia đình đã thấu hiểu và cảm thông. Gần đây, khi bạn gái Hà Vi bị cư dân mạng chê gầy gò kém sắc, vai thô như đàn ông, Cường Đô La đã bất ngờ gây chú ý với chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, doanh nhân phố núi cho biết, mọi việc trong cuộc sống tất cả đều vạn sự tùy duyên. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi, vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ. Kèm theo đó, anh còn đăng tải hình ảnh có dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch là dù người tốt đến mấy cũng có giới hạn của họ. Việc công khai mối tình 9 năm với Tiến Đạt tan vỡ, Harry Won đã gặp không ít chỉ trích của cư dân mạng khi cho rằng cô vì người thứ ba xuất hiện mà chia tay với nam rapper. Thời điểm đó, Harry Won bị áp lực tới nỗi phải tạm ngưng hoạt động để về Hàn Quốc tĩnh dưỡng. Ngay sau đó, Trấn Thành đã không ngần ngại đăng một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân để bênh vực Harry Won. Trấn Thành tự hỏi rằng khán giả đang làm gì mà lại tấn công, chỉ trích một cô gái ngoại quốc yếu đuối chỉ vì tội là mất đi trong mắt của các bạn một mối tình đẹp mà chỉ có các bạn muốn nó duy trì trong thời điểm này. Nam diễn viên cũng cho rằng Harry Won là một cô gái trong sáng và tốt bụng, vậy mà những người chưa từng gặp và tiếp xúc với cô lại cho rằng cô tham vàng bỏ ngải, tham phú phụ bần, ham danh bạc nghĩa một cách vô căn cứ. Trong một game show trên truyền hình, khi Harry Won bị Lý Nhã Kỳ chê vì giọng nói lơ lớ không rõ tiếng, dù đã ở Việt Nam nhiều năm, Trấn Thành cũng đã đập tức tên tiếng giải vây cho vợ. Vấn đề Harry người nước ngoài nói chuyện lơ lớ, còn Kỳ người Việt nói giọng lơ lớ luôn cũng lạ. Harry Won liên tiếp gặp những lùm xùm không đáng có, và lần nào cũng vậy, Trấn Thành đều lên tiếng giải thích giúp cô. Như lần cô bị Ngô Kiến Huy tố việc đi trễ giờ, khiến đoàn làm phim thất thoát số tiền lớn. Trấn Thành cũng không khoanh tay đứng nhìn Harry Won bị ném đá, anh lập tức mắng vốn Ngô Kiến Huy.
mày xạo hả Bách, dẫn nữa đi em. Dường như Trấn Thành muốn khẳng định lại những lời tố Harry của Ngô Kiến Huy hoàn toàn là nói đùa và bạn gái anh không hề đáng trách. Harry Won là cô gái hạnh phúc, khi dù trước sóng gió nào cô cũng được Trấn Thành che chở và bảo vệ. Gần đây nhất, khi Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm lên sóng, Harry Won cũng đã có những động thái mạnh mẽ để an ủi chồng mình. Thông qua trang fanpage của mình, Harry Won bộc bạch, đi làm sẽ có chút vất vả, dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh yêu thương anh tuyệt đối, vợ luôn sau lưng anh, nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn anh nhé. Đây là lần đầu tiên Harry Won lên tiếng sau những ồn ào mà Trấn Thành vướng phải. Ảnh hậu trường của Bảo Thanh và Việt Anh khiến cặp đôi dính ồn ào phim giả tình thật. Diễn ăn ý trên phim và thân mật ở hậu trường cho tới sự kiện, Bảo Thanh và Việt Anh không tránh khỏi tin đồn tình cảm. Bộ phim Sống chung với mẹ chồng đang đi đến đoạn kết, thì mới đây hai diễn viên trong phim là Bảo Thanh và Việt Anh lại vướng nghi án phim giả tình thật. Cụ thể qua lời tố cáo của vợ Việt Anh thì Bảo Thanh đã có những lời lẽ thả thính chồng của mình. Mặc dù người trong cuộc đã phủ nhận, nhưng cư dân mạng vẫn liên tục đưa ra hàng loạt bằng chứng củng cố cho tin đồn này. Nhìn loạt ảnh hậu trường đóng phim và đi sự kiện của cặp đôi, mỗi khán giả lại có bình luận và ý kiến riêng về mối quan hệ nhạy cảm này. Gần đây nhất, trong một loạt sự kiện tổ chức ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, Bảo Thanh và Việt Anh đều có mặt. Lúc này công chúng vẫn đang thổn thức với mối tình của Vân và chàng đại gia Sơn trong phim, nên khi cả hai tông xuyệt tông xuất hiện bên nhau đều được chú ý và khen ngợi hết lời. Việt Anh vô cùng lịch lãm trong bộ vest màu xanh, áo sơ mi trắng, còn cô nàng Bảo Thanh cũng rất tinh tế khi lựa chọn chiếc đầm trắng cho hợp với người tình màn ảnh. Ngoại hình tương xứng của cả hai đã tạo ra chất xúc tác rất tốt trên phim, khiến chuyện tình của Vân và Sơn càng thêm lãng mạn. Chụp cùng các mỹ nhân khác, nhưng Việt Anh và Bảo Thanh vẫn đứng cạnh nhau rất tình cảm. Cả hai ngồi cạnh nhau trong sự kiện, ban đầu có vẻ họ khá nghiêm túc. Nhưng chỉ được một lúc, cả hai bắt đầu quay sang chuyện trò thân mật. Bảo Thanh và Việt Anh thu hút sự chú ý vì quá đẹp đôi trước ống kính. Tham gia lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá vào cuối tháng 5 vừa qua, Bảo Thanh khoác tay Việt Anh đi bộ trên phố. Có thể thấy dù đứng hay đi cổ động, mọi khung hình đều xuất hiện cả hai diễn viên. Bảo Thanh từng cùng Việt Anh đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một trung tâm nhân dịp ngày 1 tháng 6. Hình ảnh Minh và Sơn của Sống chung với mẹ chồng vui vẻ bồng bế hai em nhỏ. Trong chuyến từ thiện được chia sẻ, độc giả còn khen họ thực sự giống như một cặp đôi ngoài đời thật. Hơn nửa bộ phim Sống chung với mẹ chồng, nhân vật Sơn mới xuất hiện, nhưng ngay lập tức cư dân mạng đã gọi anh là soái ca áo trắng của Vân. Trên phim, Việt Anh quả thật vô cùng ga lăng với nhân vật Bảo Thanh đóng. Ngay ngày đầu gặp mặt Sơn, đã để ý tới Vân và tìm cách tiếp cận cô. Dáng người cao ráo, Việt Anh không hề khó khi vào vai một anh chàng đẹp trai và chu đáo. Trên phim, không biết Bảo Thanh có loạn nhịp tim bởi những cử chỉ ân cần thế này, từ khoác áo cho đỡ lạnh. Anh mở cửa xe và nắm tay để bạn gái khỏi ngã. Nàng hỏng giày ư, không sao, chàng sẵn sàng đi mua một đôi mới để nàng không bị đau chân. Tài tử còn tấn công mạnh mẽ để mong chiếm được tình cảm của người đẹp. Cô gái nào mà không thích được tặng hoa và bất ngờ như thế này? Bảo Thanh cũng từng tiết lộ một số ảnh hậu trường, trong đó vào giờ nghỉ giải lao, Việt Anh cùng ngồi với cô rất thân mật. Khi vụ thả thính Việt Anh chưa lắng xuống, Bảo Thanh tiếp tục vướng nghi án từng muốn thân mật với diễn viên Lâm Minh Thắng khi đóng người chồng điên ở Đà Lạt. Mới đây nhất là vợ Hồng Đăng cũng bóng gió về Bảo Thanh, có thể vì tình cảm trên phim. Cho tới những hình ảnh thân thiết với Hồng Đăng ở ngoài như thế này khiến anh Đào nóng mắt. Ngoài ra, nam diễn viên Anh Dũng, người đóng vai chồng của Bảo Thanh trong phim, cũng liên tục xuất hiện tình cảm thế này với nữ diễn viên. Chân dung chồng Bảo Thanh cùng những điều bí mật không phải ai cũng biết. Bảo Thanh là cái tên được quan tâm nhất hiện nay khi đóng phim Sống chung với mẹ chồng và vướng vào nghi án là kẻ thứ ba thả thính trai đại có vợ như Việt Anh, Lâm Minh Thắng. Vậy chồng của Bảo Thanh là ai? Thời gian gần đây, cái tên Bảo Thanh gắn với bộ phim Sống chung với mẹ chồng liên tục được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nữ diễn viên này đã tạo nên những hiệu ứng bất ngờ với vai Minh Vân nhờ lối diễn xuất tự nhiên và gương mặt xinh xắn. Không chỉ nổi lên nhờ bộ phim, mới đây Bảo Thanh còn vướng vào nghi án, cố ý thả thính trai đại có vợ như Việt Anh, Lâm Minh Thắng. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai 6 tuổi.
Vậy chồng của Bảo Thanh sống chung với mẹ chồng là ai? Ông xã Bảo Thanh tên là Đức Thắng, anh hiện đang làm công an tại Hà Nội nên có hình thể khá cân đối và rắn chắc. Không chỉ thế, ông xã Bảo Thanh còn có vóc dáng cao ráo với chiều cao nổi mật khoảng 1m84. Sau khoảng 2 năm quen biết hẹn hò, Bảo Thanh và Đức Thắng đã kết hôn khi cô mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Nguyên nhân khiến cả hai tiến tới hôn nhân sớm như vậy là do bác sĩ bảo cưới. Từng tâm sự về chồng trong thời điểm cô mang thai, nữ diễn viên cho biết, trong giai đoạn khó khăn ấy, cô may mắn vì chồng cô là người tốt, sẵn sàng bảo bọc cô mọi lúc mọi nơi, nhất là giai đoạn cô bị mất tâm lý vì lần đầu làm mẹ. Nữ diễn viên chính X cũng từng thú nhận rằng, dù chồng là công an, nhưng vì yêu và hiểu vợ nên bị nghệ thuật ngắm vào lúc nào không biết. Chồng cô vẫn luôn tranh thủ thời gian đưa vợ đi quay phim. Trong ứng xử hàng ngày, chồng cô là một người đàn ông hiểu chuyện, luôn lo lắng mọi việc trong nhà. Mỗi khi có chuyện khó giải quyết liên quan đến vấn đề gia đình, anh luôn là người công tâm và khéo léo. Theo Bảo Thanh, chồng cô là cầu nối để cô và mẹ chồng hiểu nhau trong nhiều chuyện. Chồng của Bảo Thanh cũng đóng chung với cô trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng khi anh tham gia một vai quần chúng. Bảo Thanh nói rằng trong thời điểm quay Sống chung với mẹ chồng, Đức Thắng thường đưa cô đến phim trường. Vào một ngày nọ, khi đoàn phim thiếu diễn viên quần chúng, ông xã Bảo Thanh đã phải bất đắc dĩ gia nhập đoàn phim. Lần đó, đạo diễn Vũ Trường Khoa yêu cầu phải có nhiều diễn viên quần chúng cùng quay cảnh ở cửa hàng hoa. Nhưng vì thiếu người nên đã gọi cả Đức Thắng vào diễn hộ. Vì tình tiết cấp bách, cần giải quyết ngay nên Bảo Thanh liền động viên ông xã chung tay góp sức với đoàn phim. Đức Thắng cũng là một người đàn ông hiểu cho tính chất công việc của vợ. Vợ phải thường xuyên có nhiều cảnh tình cảm hoặc cảnh nóng, nhưng anh vẫn thấu hiểu. Bảo Thanh từng tâm sự rằng, chồng tôi đã quen với việc vợ đóng phim ôm hôn bạn diễn lắm rồi, vì anh ấy đã được thử thách việc đó từ những ngày chúng tôi đang yêu nhau cơ. Tôi coi đó là một thử thách cho anh ấy. Nếu anh ấy đã vượt qua thì tôi sẽ nhận lời cầu hôn, còn không thì thôi, tiếc là anh ấy đã vượt qua quá là dễ dàng. Về chuyện scandal kẻ thứ ba tự dưng ập xuống đối với gia đình, chồng Bảo Thanh vẫn một mực kiên quyết bảo vệ vợ. Đức Thắng cho hay, tôi lấy vợ nghệ sĩ nên phải chấp nhận những lùm xùm này. Hiện tại vợ tôi bận quay phim ở xa nên chưa có cơ hội để giải thích về sự việc. Bản thân tôi cũng chưa hỏi vợ về tin đồn, bởi là người chồng, tôi luôn ủng hộ công việc và tin tưởng vợ mình. Các thành viên trong gia đình tôi đều không quan tâm đến dư luận. Hơn nữa đây là chuyện riêng của vợ nên tôi nghĩ nên để cô ấy tự giải quyết.